Thì trước khi thật ra thì Nguyễn Lê khi hát thì cũng đứng được quý vị, bởi vì mấy tháng nay chưa gặp quý vị. Nguyễn Lê nhớ quý vị quá, không biết quý vị có nhớ Nguyễn Lê không ạ? Có nhớ không quý vị? Dạ nhớ thì nhớ ủng hộ cho em nhiều nhiều chút nha. Nhưng mà đặc biệt hồi nãy giờ quý vị biết sao không? Quý vị có vỗ tay cho nhạc, cho ca sĩ MC mà không vỗ tay cho ông nhạc sĩ Huy Dũng cũng như ông kỹ sư Đông Thanh Hoàng Mỹ, hai cái ông mặt bí sĩ Nguyên Lê đứng đằng sau kìa mà mấy ông chứ hay biết rồi. Thưa quý vị, cảm ơn vỗ tay dùng Nguyên Lê một chàng vỗ tay đi cho nhạc sĩ cũng như kỹ sư Đông Thanh có thứ anh đây. Thank you. Và đặc biệt hôm nay là quý vị biết sao, đầu năm mới là Nguyên Lê nghĩ rằng đầu năm mới thì chúng ta ăn nhiều, đi đâu cũng ăn, ai cũng mập, bây giờ thấy ai cũng đẹp hết. Thôi bây giờ Nguyên Lê sẽ mượn một ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương, đó là nhạc phẩm Em Là Tất Cả. Em thay mặt mấy anh tặng cho tất cả mấy chị ngày hôm nay được không ạ? Có được không mấy anh? Sao mà ai vỗ tay cũng nhỏ hết vậy? Quý vị ăn đã no chưa ạ? Dạ em cảm ơn nhiều. Dạ anh vô đi anh.